À à, mau chụp mau chụp lại. Nghe bảo ở đây sẽ có tin hot đó. Hề! Để mình bị một kẻ điên xâm phạm rồi lại để những phóng viên này quay phim rồi đưa tin lên mạng sao? Bà ta đúng là giỏi tính toán. Đáng tiếc, mình không phải lục kinh yến bị bà ta thao túng. Cho dù các người chụp được gì đi nữa, thì xóa hết cho tôi. Vâng, vâng. là ai sai anh làm như vậy. Tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Tôi sẽ không tha cho các người đâu, An Vi là của tôi. Bà ta lợi dụng một kẻ điên để đối phó mình sao? Có lẽ chính tên này còn không biết bản thân mình bị lợi dụng rồi. A à, Yến, anh hỏi em, có phải em giấu anh rất nhiều chuyện đúng không? Kể từ khi em đồng ý đính hôn với tôi, tôi có cảm giác như em đang bị tống tiền vậy. Bây giờ em thành thạo xử lý những việc này như vậy, có chút không giống em. Tôi không sao, nhưng còn anh, anh đến khu đấu giá làm gì? Tôi, trùng hợp có một người bạn nhìn thấy em. Tôi thật sự không sao, anh về trước đi. Cô còn định trốn bao lâu nữa? Xin lỗi, tôi không định nghe lén đâu vốn tưởng rằng theo dõi lục kinh yến thì có thể tìm được bằng chứng cô ta có lỗi với giáo sư thịnh nhưng không ngờ rằng lòng cảnh giác của cô ta với người khác giới lại tốt đến mức đáng kinh ngạc còn bị người đàn ông này phát hiện nữa tôi đã từng nhìn thấy cô ở núi thanh thành cô và chị của thịnh tiễn cùng bị bắt cóc là tôi tôi là học sinh của giáo sư thịnh anh là vị hôn thê của lục tiểu thư sao có liên quan gì tới cô chứ nhưng tôi cảm thấy đối mặt với giáo sư Thịnh, anh không có phần thắng nào cả. Nếu như anh ta thích lục kinh yến, thì sao mình không lôi kéo anh ta chứ? Kế kích tướng. Cô cảm thấy tôi giống cô sao? Ngu ngốc. Ừ, anh đoán đúng rồi. Cách của tôi có hơi ngu ngốc nhưng nếu như chúng ta hợp tác, tôi có cách để chúng ta đều được hưởng lợi. Chị Kiều. Xem ra chị thất bại rồi. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu trở nên thú vị thôi không phải sao? Lục Kinh Yến này cũng khá thông minh, cô ta có chuẩn bị mới đến, Trương thiếu gia không thể làm cô ta bị thương nổi một cọng tóc. Không hổ là con gái của cô ấy. Vừa thông minh vừa đáng ghét. Nếu cô ta bị giết dễ như vậy thì con gái tôi cũng sẽ không yên lòng. kể từ khi thịnh tiễn chuyển đến sống cạnh nhà mình đã nửa tháng rồi trong thời gian này nếu không phải mượn đồ thì cũng là nửa đêm đến thăm mình sao mấy ngày nay lại ngưng rồi xin chào đây là hàng chuyển phát nhanh của bạn đây là đồ mình mua cho thịnh tiễn mà sao anh ấy lại trả lại cho mình lục kinh yến em còn nhớ lời tôi nói không Em đã dạy tôi thế nào là yêu. Nhưng không ngờ cái giá của việc học cách yêu là phải chịu đựng sự rời đi của em. Tôi đuổi theo em hết lần này đến lần khác, nhưng em vẫn đẩy tôi ra. Tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi cũng mệt rồi. Kể từ khi tôi nhận được thiệp mời đính hôn của em, mối quan hệ của chúng ta đã rơi vào vực thẳm không đáy. Bây giờ, hãy kết thúc tất cả bằng cách tương tự đi. Tôi sẽ trả lại tất cả những kỷ niệm giữa chúng ta cho em rất vui vì chúng ta đã gặp nhau chúc em hạnh phúc chữ viết mô phỏng cũng giống đấy còn cả giọng điệu cũng rất giống đáng tiếc người ở phía sau vẫn chưa hiểu rõ thịnh tiễn lắm chúc em hạnh phúc không chờ đợi một cách thụ động không phải là phong cách của thịnh tiễn cái trò trẻ con thế này không giống thủ đoạn của người phụ nữ bí ẩn đó vậy thì là ai